Vừa qua tại thành phố Cần Thơ, Sư đoàn 370, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức khai trương 2 trạm sản xuất oxy lưu động phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Được biết, đây là 2 trạm sản xuất oxy của Quân chủng Phòng không Không quân có nhiệm vụ phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị không quân. Trong điều kiện nhu cầu về oxy y tế tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ đang trở nên vô cùng cấp thiết như hiện nay, Quân chủng Phòng không Không quân đã điều động các phương tiện cùng lực lượng sản xuất nguồn oxy tại chỗ hỗ trợ phòng chống dịch. Trong quá trình sản xuất oxy tại thành phố Cần Thơ, thì đơn vị cũng còn nhiều cái khó khăn. Đó là vừa phải huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch có hiệu quả và an toàn. Do vậy, lãnh đạo chỉ huy sư đoàn cũng như trung đoàn và đơn vị luôn luôn là quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát nhằm kịp thời cung cấp oxy cho các bệnh viện. Trạm sản xuất oxy lưu động áp dụng công nghệ PMA, công nghệ hiện đại nhất của Pháp hiện nay, với sản lượng hàng ngày có thể đạt tới 48 đến 60 bình, nồng độ oxy tối đa lên tới hơn 99%, có thể đáp ứng tốt cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19. Để vận hành sản xuất oxy phục vụ công tác khám chữa bệnh, cán bộ, công nhân viên các đơn vị đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đạt hiệu quả và năng suất cao nhất. Với quyết tâm cao đẩy lùi dịch COVID-19, tổ chức oxygenator cố gắng hoạt động sản xuất ngày đêm để đáp ứng kịp thời nhu cầu oxy cho khu vực quân khu 9. Và đây cũng là niềm tự hào cũng như là động lực để anh em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Vừa qua thì quân khu cũng đã kiến nghị đề nghị với Trung ương Bộ Quốc phòng. Thì Bộ phòng cũng đã kịp thời hỗ trợ điều về 2 cái trạm chiết đạp oxy thường. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa và thiết thực, góp phần cùng với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là điều trị cho bệnh nhân làm sao và sớm ổn định và trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Những bình oxy thu được từ 2 trạm sản xuất lưu động của Quân chủng Phòng không Không quân sẽ góp phần hỗ trợ không nhỏ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ trong thời gian tới. Từ đó, chung tay cùng cán bộ chiến sĩ của Quân khu 9 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tuyến đầu, sớm đưa cuộc sống của nhân dân về trạng thái bình thường mới.